Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video này xin chia sẻ với các bạn một công đoạn trong quá trình trồng cà chua. Đó chính là làm dàn leo cho cà chua ha các bạn. Các bạn quan sát thấy cái dàn leo này mình được làm bằng ống điện ha các bạn, hay gọi chính xác là ống nhựa luồng dây điện, một loại ống sử dụng cho công trình ha các bạn. Đây là dàn cà chua cherry, hay còn gọi là cà chua bi đó các bạn, một giống cà chua chịu nhiệt, thân loại cà chua thân gỗ, phát triển rất là tốt và cây cao, hiện tại bây giờ là cây cao khoảng 2,5 m hơn rồi ha các bạn, và tán của cây rất là rộng, cho nên để trồng cây cà chua này bắt buộc chúng ta phải làm dàn để cho cà chua leo ha các bạn. Hiện tại cà chua mình đang ra rất là nhiều trái rồi nè các bạn. Các bạn quan sát thấy ha. Video này mình sẽ tập trung chia sẻ với các bạn về cách để mà làm dàn, làm sao để cho cây cà chua nó phát triển tốt nhất có thể và vững chắc ha các bạn. Bởi vì thân cà chua nó sẽ rất là dễ đổ, mà đặc biệt chúng ta trồng trên sân thượng thì sẽ dễ bị gió nó thổi và ngã cây. Đây là vỏ bắp ha các bạn. Mình sử dụng nó để buộc những cái thân cái cà chua vào bên trong cái dàn bằng ống điện của mình. Cái vỏ bắp này sử dụng rất là tốt luôn ha các bạn. Các anh chỉ cần các bạn vỏ bắp khô, chúng ta ngâm vào trong nước khoảng 5-10 phút, cái vỏ bắp nó sẽ mềm ra và nó dẻo dai, dễ buộc. Để mình chỉ việc xé cái vỏ bắp ra và mình buộc thân cây cà chua vào bên trong dàn của mình thôi ha các bạn. Đây cũng là một cái giải pháp vừa để giúp mình tiết kiệm tiền mua dây rút, và cũng là một cái giải pháp thân thiện với môi trường. Khu vườn của mình thì vẫn là phương châm là tối ưu và thân thiện với môi trường, tối ưu chi phí ha các bạn. Dàn cà chua này mình trồng ở trên một cái mái tôn dốc, mình đang bố trí theo kiểu hình khối lập phương ha các bạn. Tổng mình đang có là 9 cây cà chua, mình bố trí theo dạng khối lập phương và thêm một cây dư ra bên ngoài ha các bạn, là tổng 10 cây đó các bạn. Ống điện này thì tuy là nhìn nó mỏng manh, nó dễ cong vên, nhưng mà thực tế khi chúng ta tạo thành một cái dàn theo hình khối lập phương, chúng ta dùng những sợi dây rút để mà siết nó lại thì nó cũng rất là vững chắc luôn ha các bạn. Hiện tại gió trên độ cao trên sân thượng này thì buổi chiều gió rất là mạnh, nhưng mà cái dàn của mình thì nó cũng rất là chắc và cây cà chua nó phát triển không bị ngã đổ, cành thì vẫn bám chặt vào bên trong dàn ha các bạn. Ống điện này thì giá thành của nó cũng rất là rẻ nha các bạn. Một cây như vậy có chiều dài là 3 m, đường kính của nó là phi 16, thì trung bình chia ra thì 1 m cây ống điện này thì nó có giá khoảng 6.000. Nếu so với các liệu vật liệu khác như là gỗ hay là sắt thì nó sẽ rẻ hơn và nhẹ hơn. Một cái ống điện này thì chúng ta có thể sử dụng, thời gian tuổi thọ của nó cũng lâu chứ không đến nỗi tệ ha các bạn. Một cái việc nữa là mình linh động là sau khi mình hết dàn cà chua này thì ống này mình có thể tháo cái dàn này ra và mình tận dụng lại, bố trí thành một cái kiểu dàn khác tùy theo nhu cầu của mình đang trồng cái cây gì. Các bạn thấy là cái dàn cà chua của mình này rất là nhiều nhánh, rất là nhiều, nó chia nhánh rất là nhiều, và như vậy cần phải có dây để mà buộc nó vào bên trong dàn để cố định ha. Thì hầu như mình đang sử dụng là dây vỏ bắp và dây đai để mà buộc thân cành cây cà chua vào trong dàn. Chứ nếu mà dùng dây rút thì sẽ chiếm một cái số tiền cũng không nhỏ ha các bạn. Về cách để mà mình tạo thành một cái dàn này thì hợp tác nữa các bạn sẽ xem ở phần cuối video ha. Mình có chia sẻ về công đoạn mà ban đầu khoảng 1 tháng trước mình có quay lại cái quá trình mà mới bắt đầu để mình làm cái dàn.
Thì trước tiên là khi cây cà chua nó còn nhỏ, nó cao lên khoảng tầm khoảng nửa mét, thì mình sẽ cắm một cái cọc bằng cây ống nhựa này xuống trước ha, để cho mình cố định cái thân chính trước. Rồi khi cây cà chua nó phát triển dần lên thì mình lại tiếp tục làm cái giàn cao lên, nghĩa là cây lớn đến đâu thì mình sẽ phát triển cái giàn cao lên đến đó, tạo đến khoảng cái giàn này nó lên tới cái đỉnh giàn là ở trên là phần lưới, thì cái giàn của mình nó cao khoảng 2 mét. Thì lúc đó là mình sẽ cây nó đã vững chắc rồi thì mình sẽ không cần phải lên cao thêm nữa. Còn đây là một cái giàn cà chua mình trồng 4 cây và mình cho nó bò theo kiểu là bò theo giàn ha các bạn. Khi cây nó lên được cao khoảng 2 mét thì mình sẽ uốn cây cho nó nằm lên trên cái giàn như thế này. Nhánh nó dài ra đến đâu thì mình sẽ dùng những cái vỏ bắp mình buộc cho nó nằm xuống cái giàn lưới này. Hiện tại thì lá cũng rất là nhiều hả các bạn. Mình sẽ tỉa lá sau khi kết thúc video này. Các bạn lưu ý là trong quá trình mà các bạn uống cây cà chua nó xuống giàn thì phải nhẹ tay và làm từ từ hả các bạn. Chúng ta không khéo sẽ dễ làm gãy cành cây cà chua và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ha các bạn. Mình sẽ kết thúc video này ở đây. Thì ở phía sau video mình có chia sẻ lại những cái hình ảnh mà trong quá trình mình đã làm giàn từ lúc cây nó còn bé ha các bạn, cách đây khoảng hơn 1 tháng. Hy vọng là ở video tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một vài cái kinh nghiệm trong quá trình mình trồng cây cà chua này và cách để mà mình xử lý làm sao để cho cây cà chua nó ra nhiều trái, trồng cà chua hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé các bạn.